Vui sẽ cũng tìm bạn bè tâm sự đi. Bao nhiêu năm nay, dù là đau buồn hay là chuyện vui vẻ, tôi đều nói tất cả với Tâm Duyệt. Dù cho tôi có chết, tôi cũng không nhắm mắt được. Lần nào anh cũng đòi chết, tôi có thể gặp anh bao nhiêu lần? Chúng tôi đã chia tay rồi. Tôi kêu cô tới gặp ảnh, cô cũng không chịu gặp. Hồi nãy anh uống rượu say xong ra đường bị xe đụng, bây giờ có vui lòng chưa? Xin lỗi anh, Mở Đạt. Nè, cô thấy sao? Tôi không sao. Chị không nổi thì đừng có ráng. Xém chút báo hại người ta đi phúng điếu. Tránh ra đi. Cũng nhờ tôi cứu cô đó. Tôi đã tiết kiệm giùm anh rồi. Đi ngủ đi. Tôi làm việc đây. Cô có điên không còn làm nữa. Chuyện của tôi mắc mới gì đến anh? Đứng lại đó. Anh làm gì lớn tiếng với tôi vậy? Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là đi ngủ. Còn hai là nghỉ ngơi làm việc. Tôi thân với anh lắm sao? Tránh ra đi. Nè, 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 nè. Xóa hết cho cô làm gì vậy? Nè, tôi đã bỏ biết bao công sức. Tránh ra đi. Tránh ra. Nè, anh. Tôi biết ai siêu năng hơn tôi. Mất hết trơn rồi. Từ từ mà làm đi. Xuyên quá ha. Trương Dĩ Quy chết tiệt. Sao con người anh xấu xa quá vậy? Tự tung tự tác luôn cho mình đúng. Bản kế hoạch này tôi đã làm mấy đêm liền. Ngày mai tôi lấy gì đưa cho người đã ta? Đã tắt rồi. Nếu không muốn tôi xóa hết thì hãy ngủ mấy tiếng giùm đi. Với lại đừng có dùng cái giọng đó mà la tôi. Tôi mà nổi nóng lên sẽ xóa hết thiệt đó. Anh lại lục cái gì nữa? Đề thi do cô ra mà. Cho mượn mấy câu coi. Lãng để đâu vậy? Câu này không phải là anh đâu. Đừng phá đồ của tôi nữa. Ra nấu chén cháo ăn ngay đã. Ăn xong múc cho cô một chén. Muốn giảm phong tán dùng hà kỳ. Bạch trục phòng phong dùng dược bí tề. Cứu biểu. Cứu biểu vốn là dư bình trướng. Biểu hư trước tiên làm giảm mồ hôi. Có tin hay, có tin hay. Hôm nay cần tin đại hạ giá. Vô hợp cơm chay la hán được tận trái bắp. Tôi đãi cô ăn thứ nào? Ăn rồi. Đừng vậy mà, lại nhịn ăn nữa. Anh yên tâm, tôi không ức xỉu nữa đâu. Cô xỉu không sao, quan trọng là biết tỉnh. Ngày mai tôi phải thi, tối nay cô phải ôn bài giùm tôi đó. Đợi họp xong, tôi sẽ ôn bài giùm anh. Mời cô uống. Cảm ơn. Anh Mã Đạt, anh mau tỉnh lại giùm cái đi. Người yêu của anh bây giờ sống dở chết dở. Có phải anh muốn cổ nằm bên cạnh anh mới vừa lòng không? Alo. Xin hỏi có anh Mã Đạt ở đây không? Anh đang ngủ. Cô tìm ảnh có chuyện gì? Tôi ở công ty hàng không gọi đến. Anh đã đặt 2 vé máy bay nhưng chưa đến lấy. Đây là vé máy bay anh Mã Đạt đã đặt. Anh coi lại đi. Cảm ơn. Hoàng Tiểu Yến. Có vấn đề gì không vậy? Không. Anh cho hỏi ảnh đặt vé máy bay này hồi nào vậy? Để tôi coi giùm anh nha. Là thứ 6 tuần trước. Tôi còn giúp gì được cho anh không? Dạ thôi. Đây là những điều cần chú ý trong cuộc thi ngày mai. Tất cả chức năng và tác dụng của trung dược mọi người đều phải học thuộc. Thưa cô, có phải học thuộc hết những điều trong sách không? Điều đó đương nhiên rồi. Là một bác sĩ không thể có tâm lý học tủ mà phải học hỏi những thứ khác. Bắt đầu học kỳ sau, tôi sẽ không còn dạy ở lớp này nữa. Tôi mong mọi người hãy tiếp tục cố gắng để trở thành một bác sĩ xuất sắc. Tại sao cô không dạy tiếp vậy? Được rồi, tan học. Nè, khi không sao lại không dạy tiếp vậy? Bản thân còn lo không nổi, sao mà dạy người ta?
vì tức là vì Mã Đạt phải không? Chuyện của ảnh không có liên quan tới cô. Sáng nay tôi vô tình nghe điện thoại của ảnh, là nhân viên hãng hàng không gọi điện đến hối ảnh lấy vé máy bay. Nhân viên đó còn nói trước ngày ảnh bị tai nạn đã đặt vé máy bay. Vậy có nghĩa là sao? Nếu ảnh có ý muốn tự tử, tại sao cô đặt vé máy bay đi chơi? Nè chưa hết, cô coi biên nhận này đi. Tên cô gái trong biên nhận không phải là cô. Vậy có nghĩa là Mã Đạt không có ý muốn đi du lịch với cô. Anh nói nãy giờ cũng chỉ muốn tôi không bị say rứt thôi. Không muốn cô say rứt cái gì chứ? Thật ra đây là sự thật, động não suy nghĩ đi. Tôi đã quyết định rồi. Mã Đạt không thể có cô gái khác. Mã Đạt không thể thay lòng đổi dạ. Mã Đạt phải chết vì cô. Sao cô phải quy hết mọi trách nhiệm cho mình được chứ? Bởi vì tôi đã làm ảnh ra nông nổi này. Hào hời quá. Ủa, anh tìm ai vậy? Cô là Hoàng Tử Yến phải không? Không phải tôi, cổ là khách thuê nhà của tôi. Vậy cô có biết hiện giờ cổ ở đâu không? Cổ vừa mới đến Hàng Châu. Chừng nào cổ trở về? Điều đó tôi không rõ lắm. Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cổ. Khi nào cổ về và cô kêu cổ tìm tôi. Làm ơn. Được rồi. Các bạn học, các bạn sẽ có 2 tiếng để trả lời các câu hỏi trong bài thi. Bây giờ bắt đầu. Alo, tôi đây. Phải tới sân bay. Đang trong giờ thi, hãy tắt điện thoại đi. Em xin lỗi. Thôi mặc kệ. Chết thì chết. Thưa thầy, xin lỗi, em có chuyện quan trọng phải đi ngay. Em xin lỗi. Nè, em không thể rời khỏi phòng thi, em đi đâu? Em phải đi cứu người. Em sẽ bị hủy bỏ tư cách. Nè, anh đang thi, bỏ ra làm gì? Tôi dẫn cô đi tìm cô gái đó. Cô gái nào chứ? Người mà Mã Đạt tính cô cổ đi du lịch. Bây giờ cô đang ở sân bay. Tôi dẫn cô quá đi. Tôi bỏ thi để giúp cô trấn an. Cô còn bỏ tôi đi hả? Đi. Nè. Nè, anh biết Hoàng Tử Yến là ai sao? Tôi cũng biết. Sân bay này lớn như vậy anh chưa từng gặp cổ, sao tìm cổ được? Cũng cần biết, tôi phải đi tìm cổ cho bằng được, đi theo tôi. Đông người quá. Hoàng Tử Yến, xin hỏi có ai biết Hoàng Tử Yến không? Xin hỏi có biết ai là Hoàng Tử Yến không? Hoàng Tử Yến. Hoàng Tử Yến. Cô Hoàng Tử Yến, xin hỏi có biết ai là Hoàng Tử Yến không? Hoàng Tử Yến à, ai là Hoàng Tử Yến? Hoàng Tử Yến có ở đây không? Xin lỗi, có biết ai là Hoàng Tử Yến không? Hoàng Tử Yến có ở đây không? Nè, qua đây. Hoàng Tử Yến. Nè, bỏ đi, anh đừng tìm nữa. Sân bay lớn như vậy anh chưa từng gặp cổ, bỏ đi. Không lý nào chứ định sẽ tìm được cổ. Nè, bỏ đi mà. Hoàng Tử Yến à, xin hỏi mọi người có biết cô gái nào tên là Hoàng Tử Yến không? Xin hỏi cô có phải là Hoàng Tử Yến không? Không phải. Xin lỗi cô. Người cho hỏi, có quen biết cô gái nào tên Hoàng Tiểu Yến không? Không quen. Xin lỗi cô có phải là Hoàng Tiểu Yến không? Không phải tôi. Cô ơi, cho hỏi thăm, cô có phải là Hoàng Tiểu Yến không? Là tôi đi. Cô có quen Mã Đạt không? Tôi quen. Tôi đã nói, Mã Đạt không phải tự tử mà. Nếu anh ta muốn chết, làm gì còn đặt vé máy bay chứ? Tôi nghĩ ảnh gọi cho cô chỉ muốn nói tiếng máy bay với cô thôi. Chỉ cần không phải anh tự tử thì trong lòng tôi cũng dễ chịu hơn. Cô đừng coi trọng mình quá. Trên đời này không phải ai mất ai là không được đâu. Thật sự là anh định nhảy lầu mà. Tôi tưởng anh cũng chung tình với cô, thì ra anh bắt cá hai tay. Đàn ông vô lương tâm quá. Phải đó, đàn ông nào cũng đê tiện. Tôi cũng đê tiện. Nè,
Hồi nãy khi Hoàng Tiểu Yến nói chuyện với Mã Đạt, Mã Đạt có chút phản ứng, bởi vậy mới nói tình hình rất lạc quan. Nè, nói gì đi, đóng kịch câm hả? Cảm ơn. Nghe không rõ. Không có gì. Khô họng quá, đi uống gì đi. Anh khô họng là phải rồi, cứ lấy miệng hít thở hoài. Tôi chỉ cho, lấy lá bạc hà pha với nước uống sẽ rất tốt đó. Để lát nữa tôi bắt mạch coi bệnh gì. Không cần giúp tôi, muốn giúp thì giúp chuyện khác đi. Giúp anh chuyện gì? Nè, tôi vì giúp cô mà tôi phải hy sinh rất lớn, bỏ cả Thi đó. Ai biểu anh giúp? Tôi điên hả? Có yêu cầu gì nói mau đi. Tôi muốn Thi lại. Ok, im lặng là nhận lời. Cảm ơn nha. Thả lỏng chút, đừng có căng thẳng quá, hả con? Cha, bây giờ chỉ thi lại thôi, đâu phải thi trạng nguyên, có cần đông đủ vậy không? Có giành được quyền đại lý của bác Khương hay không đều trông vào cuộc thi này đó, em phải cổ vũ cho anh ba. Cũng phải đó, lặn lội đường xa qua Thượng Hải đi học nên phải cổ vũ nó. Áp lực lớn quá. Nè 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 nè, con phải giữ bình tĩnh, đừng có phân tâm nghe không? Vì cơ hội này rất là quan trọng. Có nhớ mấy chiều bà chỉ con không? Vậy nhớ, tâm đáo, nhãn đáo, thủ đáo. Ừ, biết câu nào thì làm câu đó trước. Coi kỹ, có mấy câu. Được rồi mà. Anh sẵn sàng chưa? Rồi. Anh ba em ủng hộ anh. Ừ. Nhớ giữ bình tĩnh không? Mấy người ở đây làm gì? À, ba, Nhị Quy vì có việc riêng, đã lỡ mất cuộc thi, con định cho anh thi lại. Không đúng quy tắc. Nè nè nè, bộ anh sợ con tôi thi đậu, nuốt lời không cho nó quyền đại lý phải không? Ba, anh Quy lỡ mất buổi thi cũng vì giúp con. Con biết anh đã cố gắng học hành. Con hy vọng ba cho ảnh cơ hội. Bác Phương, pháp luật cũng nói đến tình cảm, bác cho ảnh cơ hội đi. Phải đó, được hay không cũng cho nó thử đi. Con và cậu ấy là bạn. Dù cho cậu ấy thi đậu, người khác cũng nói con thiên vị. Muốn thi lại cũng được. Tôi gác thi. Thi bằng miệng. Bây giờ tôi hỏi cậu những hiểu biết về dược thảo. Cậu phải nói ra tên thuốc và tính chất tác dụng. Đây là loại thuốc gì? Linh chi. Thuộc tính vị nào? Đắng, ngọt, bùi. Quy về kinh mạch nào? Quan kinh. Tác dụng: hoạt huyết trị đau, tan bầm cầm máu, có đúng không? Đúng không? Phải có lòng tin với mình. Loại này: bá trướng thảo, tính vị thuộc đắng cây hàng, quy về đại trường kinh, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm viêm, rút mủ. Đích thân bác Khương gác thi, không biết đề thi đi có khó không nữa. Thi bằng miệng hơi khó, nhưng mà anh Quy rất siêng năng ôn bài, chị nghĩ anh sẽ giải đáp được. Tôi không có sợ gì á, chỉ sợ ông lấy việc công mà trả thù riêng, muốn hại chết Nhị Quy về quan cho nó quá đi. Ba của con không phải hạng người này. Thiết đồ làm gì cũng quang minh chính đại, ông dẹp cái tính tiểu nhân đi. Phải rồi, tôi là tên tiểu nhân, đỡ hơn ổng là Ngụy quân tử, lúc nào cũng làm ra vẻ rất đàng hoàng, ai cũng coi ổng có trí thức. Kẹp rùi thôi mà. Nè, tôi cũng được vậy. Ông làm ơn đi, y như cục than vậy đó. Tôi là rùi cũng không thèm bu vào ông. Ờ, phải rồi, phải rồi. Giáo sư Khương cái gì cũng giỏi, còn tôi thứ rác rưởi. Đàn ông nhỏ mọn, mấy chục năm rồi cũng không thay đổi. Ba, tình cảm của má và bác Khương rất tốt vì hai anh em vậy. Ba nói bác Khương vậy sẽ làm cho má giận đó. Ba, bộ con tưởng ba muốn làm má con giận đó. Út lớn, con tin ba đi. Giờ Nhị Quy như mâm cá nằm trên thớt, chắc chắn rủi nhiều lần ít. Nè, sao ba? Rồi? Sao rồi? Sao rồi? Sao con? Con đã rất cố gắng, coi như xong nhiệm vụ. Đó, thấy chưa? Tôi đã nói là ông muốn hại chết Nhị Quy mà. Không sao đâu anh, lần này thì rớt, lần sau thì lại, hả? Phải đó. Tụi ấy không còn lần sau. Ba. Thì khá lắm, quyền đại lý giao cho cậu. Cảm ơn giáo sư Cương, cảm ơn. Yeah. Chúc mừng anh nha Nhị Quy. Chúc mừng anh giỏi quá. Chúc mừng giỏi quá. Chúc mừng.
Nè ba, cả gối ba cũng đem về luôn hả? Tất nhiên rồi, gối này có mùi Thượng Hải, đi đâu cũng phải theo ba chứ. Để con giúp cho. Con giúp cái gì? Con làm hỏng mọi việc thì con không nói tiếng nào, mua vé máy bay về đuổi ba đi. Sao con không nghĩ đến cảm nhận của ba vậy con? Có phải ba muốn định cư ở đây không? Để con lo di dân giùm ba. Thôi vậy đi ba, ba lại thêm thời gian. Ba có nằm giả cũng vô ích thôi, vì sao đâu có tình cảm gì với ba nữa. Thực tình là ba không tin. Con người đâu phải là cỏ cây hay là ngu công có thể dời núi, sắt có thể mài thành kim. Nè, mà nhắc tới sắt, tốt nhất là nhắc Khương Thiết Đồ. Người ta... À, ba biết, ba biết. Người ta thì rất giỏi, còn ba là rác rưởi chứ gì. Ba nói đó nha. Vậy con cho ba không tốt phải không? À, Úc Lực, nè, con rất công bằng. Con nói đi, ba có gì không tốt? Ai cũng có khuyết điểm hết. Nè, có gì đừng có ngại, cứ việc nói thẳng ra. Nè, đại trưởng phu dám làm, dám chịu. Chỉ cần hợp lý, ba nhất định chấp nhận. À, tiếng ngáy của ba thì hơi bị... Trước khi đi ngủ, ba không chịu đánh răng thì không hợp vệ sinh lắm. Còn thái độ tập thò không có phong độ, gấp thức ăn ấy nhảy qua dĩa khác, lượm miếng ngon của người ta thì còn ra cái gì chứ. Chưa hết, khi ăn xin gom nhìn khó coi ghê, lúc ăn cơm làm rớt tùm lum, đồ đạc thì lại quăng lung tung à. Xin gom chết thì đó, chứ làm chết nữa. Đủ rồi nghe không? Bộ kêu hai đứa bay xong ca hay sao? Tao biết võ công đúng không? Đừng coi tao ba xạo à. Tính vậy chưa coi. Biết võ công. Không có sợ đâu. Nè, ba đánh rồi quăng cái đồ. Nè, mấy người làm cái gì mà la rầm trời vậy? Đâu có. Ngày mai ba về tính cả nhà chụp tấm hình. Vì sao chụp chung nha, vì sao? Vậy cũng tốt đó. Không chụp đâu. Hôm nay vì mặc đồ không có đẹp. Vậy mà không đẹp, y như là hạt châu phương đông vậy đó. Chụp chung đi má, cả nhà đông đủ vui vẻ đi. Chụp chung đi mà. Để con lấy máy chụp hình. Chụp má lên đây đi. Chụp đi mà. Dạ má lên, má lên. Ra đi ba. Đứng bên này nè. Ra đi. Má lên má. Nè, cơ hội này hiếm lắm. Cười lên nha, chụp tấm hình gia đình đó. Rồi, đứng đây, đứng đây, đứng đây nè. Cười lên nha. Cười lên. Cười lên đi má. Đại lắm đó, cười đi. Út lớn à, Út lớn này, nè. Nè, đừng có má, thôi mà. Chụp đi, chụp bao đi. Được rồi, được rồi. 1, 2, 3. Anh theo tôi tới đây làm gì? Tôi sực nhớ có chuyện chưa làm. Có gì chưa làm, kỳ thi xong rồi mà. Đến tạm biệt giáo sư Khương. Ba tôi không thích vậy đâu, khỏi chào. Hình như cô hiểu ba cô lắm. Tôi sống cạnh ba tôi 20 mấy năm rồi. Ý, sống và hiểu nhau là hai chuyện. Giống như lần đầu tôi học trung y vậy. Tôi tưởng mình rất hiểu về trung y. Vì sao mới phát hiện ngành trung y rộng lớn thâm thúy tới như vậy? Ý anh có nghĩa là bây giờ anh rất hiểu về trung y. Biết chút đỉnh thôi. Người và trung dược cũng vậy, đều có hai mặt của nó. Có âm ắt sẽ có dương. Nè, cùng là một loại trung dược, mọc ở phương Bắc và mọc ở phương Nam, dược tính sẽ khác nhau. Cho nên mới nói, nhìn gì cũng không thể nhìn bề ngoài được. Chỉ học có chút xíu thôi, bắt chước người ta lên lớn. Tôi chỉ học hỏi ở giáo sư Khương thôi. Xin lỗi, tôi muốn đi toilet một chút. Tôi không đợi anh đâu, tôi vô phòng giáo viên trước. Ok. Cô Misa, giáo sư Khương rất xỉu kìa. Ba ơi. Chuyện gì vậy? Sao nói ba tôi ngất xỉu? Gạt cô thôi. Có phải anh không? Chuyện này cũng giỡn được sao? Tôi không gạt cô, ba cô làm sao biết cô quan tâm tới ổng tới như vậy chứ. Vậy đi, chuyện tôi cần làm đã làm xong. Bye. Trương Nhị Quy này nhiều chuyện quá. Con có tật xấu miệng nữa đó. Nhưng mà con người của ảnh cũng tốt bụng lắm. Ảnh kêu con để ý sức khỏe của ba. Cậu ấy nhạy cảm thôi, đâu có gì. Ba không sao chứ? Không sao. Ba, đâu có giáo sư nào giống như ba, không hề chú trọng sức khỏe của mình. Hay là ba đi khám tổng quát một lần, để con hẹn giờ giùm ba. Khám tổng quát làm cái gì, ba biết ba không sao mà. Con cũng là bác sĩ, nhìn nghe hỏi bắt mạch con cũng biết, ba tin con một lần có được không? Con cảm thấy ba không tin con sao? Bởi vì nhiều lúc ba không đồng ý cách nghĩ của con. Bởi vì nhiều lúc cách nghĩ của con đều là sai. Nhưng mà vậy, ít ra lần này con và ba có cách nghĩ như Trương Diệu Quy, có phải không? Dạ phải, tánh ảnh hơi nhiều chuyện một chút, nhưng mà cũng giúp ích được. Ba, chắc ba chưa ăn cơm trưa, con mời ba ăn cơm trưa nha. Con kiếm được nhiều tiền lắm sao? Để ba đãi cho. Mình đi.
Dọn xong chưa? Có cần tôi giúp không? Xong hết rồi. Xong rồi à? Còn bị ngạt mũi hả? Ngồi xuống tôi giúp cho. Thả lỏng một chút. Ừ. Nè, chỗ này là nghinh hương quyệt, có thể làm thông mũi. Ừ, sắp chết rồi, hơi cứ dồn lên hoài à. Ở đây á, là quyệt thái dương. Đừng dùng sức quá, nhấn nhẹ vài cái là được rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nay mai tôi sẽ qua Hồng Kông đó. Ừ. Ê, còn tránh ai nữa? Chuyện của Mã Đạt đâu có liên quan tới cô. À, không phải đâu, ở Hồng Kông có một trường đại học mời ba tôi đến thuyết trình. Bây giờ tôi là học trò của ba tôi, ba kêu tôi đại diện. Hay đó, khi nào đến Hồng Kông tôi dắt cô đi chơi. Cô thích bơi lội hay bowling? Không biết. Trượt băng? Ừ. Đi đạp xe đạp với cô? Cũng không biết luôn. Cô là người Thượng Hải mà không biết đạp xe đạp vẫn chơi sao? Không phải đâu, hồi nhỏ tôi học đạp xe đạp, bị té một lần đau lắm nên bị ám ảnh luôn đó. Vậy thường ngày cô thích làm gì? Thường ngày hả? Thì dạy học nè, đi họp nè, làm nghiên cứu. Không phải, lúc cô nghỉ ngơi thì cô làm cái gì? Thì đọc sách, lên mạng coi vấn đề đông dừa. Tôi biết sửa điện khí và thay bánh xe nữa. Trời chết đi mất, chán quá. Tôi dạy cô đạp xe. Nè, quan trọng là giữ thăng bằng. Đạp từ từ rồi cũng sẽ biết thôi. Dễ học lắm. Tôi nghĩ không dễ đâu. Dễ dàng không? Nè, tới cô đó. Đừng có gì khó thử đi. Tôi không biết đạp đâu. Cô không học dĩ nhiên không biết rồi. Té một vài lần cô sẽ biết thôi. Lỡ té dập mũi thì sao? Cũng dễ gì té đâu. Mũi cô rất đẹp mà. Dập mũi thì sửa mũi. Nè, có phải anh Vĩnh phía sau không? Có cần tôi thầy đọc không? Mau lên đi, nói nửa trời tối mất, mau lên. Đừng có buông tay nha. Không đâu. Đập đi. Ê, cô cứ giữ thăng bằng đi. Không giữ được. Đừng có gồng quá, thả lỏng một chút. Cô giữ thăng bằng lên rồi. Đừng có đắt. Trời ơi, được lát qua đắt lại mà. Phải giữ tay lái, phải giữ tay lái. Không được, khó quá à. Cô đừng có gồng quá, thả lỏng một chút được không? Cô bẻ tay lái qua đây một chút. Qua đây một chút. Phải rồi, cứ giữ thăng bằng. Đạp không nổi. Ấy da, trật chân rồi. Cứ đạp là được rồi, phải rồi. Giữ thăng bằng là được. Nè, tôi thử buông tay nha. Nè, tốt lắm. Đạp được rồi. Buông hết nha. Đừng buông tay. Trời ơi, sao cô dở quá vậy? Trị bệnh thì giỏi lắm, học đạp xe là sợ sệt. Nè, chết được chưa? Ôm lâu quá vậy. Chết, anh xấu miệng quá đi. Đạp lại đi. Lại đạp nữa. Lên xe đi. Lớn à, kêu con lấy mền lên sân thượng phơi sao lâu quá vậy? Dạ, ra đây. Chưa hết đâu, ra và gói mền của ba con và anh con nằm á, giặt hết đi. Vì sao? Ủa, con về sớm quá vậy? Con bỏ quên đồ. À. Ý, hai người đó vừa mới đi, dì đã dọn dẹp nhà hả? Ê, thường ngày ai cũng ngồi chật ngất ở cái phòng khách, muốn quét nhà cũng không được. Hai người mới đi khỏi con không cảm thấy phòng khách đột nhiên rộng lớn hẳn mà còn thoáng mát hơn nữa. Dạ phải. Mày má. Hả? Hình như ba bỏ quên túi đồ đây nè, má coi nè. Đâu rồi? Chị cầm giùm cho. Thử coi. Túi lớn lắm, không biết là gì. Chà, lớn thiệt đó nha. Nhiều quá. Phải đó, ba định làm ông già Noel hả? Ý, có lá thư. Còn lâu quá mà. Hả? Gửi gì đó gì sao? Gửi gì hả? Mở coi nói gì. Dạ. Lệ Sa Út Lớn, khi mẹ con bà nhìn thấy lá thư này thì tôi không còn ở đây nữa. Mấy tuần nay sống chung với mẹ con bà, tôi cảm thấy như đang nằm mơ. Tiếc rằng sau cùng cũng phải tỉnh giấc. Tôi phải trở về nơi tôi đến. Tôi không muốn xa mẹ con bà.
từ trước đến nay tôi không hề làm tròn trách nhiệm người chồng người cha. Mong bà cho tôi cơ hội bù đắp. Nói câu thật lòng, tôi rất yêu mẹ con bà. Hy vọng mẹ con bà cũng nhớ đến tôi. Bà. Ủa, trời ơi, mấy câu nghe ớn lạnh như vậy cũng viết ra được nữa. Má nghe đã muốn phát ói à. Mấy chục tuổi còn cù lần quá. Cũng không phải đâu gì xa. Thật sự chú An rất có can đảm. Có nhiều người không thể làm được. Phải đó má. Má đừng trách ba hoài. Ông bày ra mấy trò này cũng chỉ muốn má tha thứ cho ổng thôi mà. Kêu ổng đừng tốn công sức. Cái cảm giác hận ổng bây giờ má cũng không còn. Muốn trở lại với má còn lâu á. Lòng má đã tan nát. Má chỉ mong có đứa cháu cho má bồng là má vui rồi, biết chưa? Hiểu chưa vậy anh Út lớn? Ê, em đem mình lên sân thượng phơi nha. Em lên sân thượng phơi mình. Đã đến Hồng Kông rồi. Nội à, nhị quy về thôi mà, có cần dọn dẹp sạch sẽ vậy không? Con đừng kim cư làm biếng, phụ nội dọn dẹp đi. Dù cho không có ai ở nhà, cũng phải dọn dẹp sạch sẽ chứ. Người xưa nói, việc nhà lo không xong thì làm sao có thể lo việc nước được. Hiểu rồi. Nhị quy trở về, đừng có nói bậy bạ nghe. Con đâu có dám. Con đã mượn của em Bi 4 triệu, nếu để nó biết, nó giết con chết á. Không phải nó giết con mà là con giết nó đó. Mượn 2 triệu nó phải trốn qua Thượng Hải. Biết mượn 4 triệu nữa chắc nó trốn qua Bắc Kinh luôn. Khi nào nó về á, con coi như không có gì xảy ra, được không? Nhưng mà con phải vui vẻ lên mới được. Mặt mày nhăn nhó, khỏi nói cũng biết có chuyện rồi. Như vậy được không? Tự nhiên chút đi. Alo. Ông nội à? Hả? Vậy Huy à? Nội à, Huy rồi. Máy bay bị cướp qua Bắc Cực rồi. Còn nói sao? Máy bay bị cướp qua Bắc Cực hả? Vậy à, vậy đừng trở về. Nội. Sao? Ủa Quân đâu? Ông xã. Vô nhà đi, vô nhà đi. Tụi con tình cờ gặp anh hai ở sân bay đó. Nè, sao tới giờ con mới chịu qua vậy? Hả? À, ở bển có bển chú An. Đúng lúc quá ha. Dám nói tới đó thiệt xạo ghê. Trời đất ơi. Em sao rồi? Anh về đâu vậy? Về đâu vậy? Mới về thôi. Bệnh nó sân bay đó. Quốc Đông à, con trở về là quý lắm rồi, còn đem quà cáp về làm gì nữa à? Ừ, lần sau đừng có phung phí quá. Dạ không có gì đâu ba. Nè quà tửng à, bỏ sót món quà của em thiệt ngại quá đi. Đó. Anh đãi mang cơm bù lại được không? Thôi mà đừng khách sáo quá anh hai à, chúng ta cũng như là người một nhà rồi, còn gì nữa không? Đúng ra phải có quà, bởi vì dạo trước Sang đã đem nhiều phiền phức cho mọi người, nhưng mà mọi người vẫn không bỏ cũ. Còn đối xử cổ như ngày nào. Cho nên con và Sang nên cảm ơn mọi người mới phải. Con xin bảo đảm nghe không? Có con coi chừng, Sang nhất định sẽ không gây phiền phức cho mọi người nữa. Chúng ta là người một nhà, đừng nói mấy chuyện nghe xa lạ quá. Hay. Phải rồi, đừng nói, đừng nói. Có thể nói vậy nội. Sang là vợ của con mà, con có trách nhiệm lo cho cổ chứ. Đại Sang à, con nghe thấy chưa? Người chân tình là hiếm có lắm. Quốc Đống là rất tốt với con. Sau này nên người một chút đi. Con biết rồi. Nè chị hai, cứ dở lại lành, còn ba thì sao đi? Ba trở qua bển năn nỉ lễ xa, nối lại tình xưa, giống như là Châu Thế Quyển đối với công chúa Trường Bình vậy, không rời không bỏ. Ồ pha muôn thiên bay về con. Dần. Câu chuyện này á, nói uống thạch tính tự tử đó. Bộ con muốn Út lớn mất mẹ hay sao? Ba, con chỉ nói thí dụ thôi mà. Phải rồi. Con là ba Út lớn. Vậy
Không lẽ là ba không giúp cho con? Đầu con đội trời chân con đạp đất, mặt nhìn quan nhị ca làm gì tới phiên ba lo. Nè nhị Quy, còn em thì sao? Trời ơi, nhị ca thì quay rồi. Nhị ca đại lý tiết đồ á, anh lấy rồi nè. Chừng nào giành lại cô Bi đây? Thôi đừng nói mấy chuyện này mà. Nè, ăn cải Quảng Đông đi, tao thấy ngon lắm đó. Đồ à? Đó. Ăn sườn đi. Nè, chuyện gì vậy nhị ca? Hồi trước làm chua cũng đâu có bí mật gì vậy. Mẹ nói thật cho tao biết. Bây giờ Bi và Tinh Chung Chính Long đó tình cảm tiến hành tới đâu rồi? Bi và ảnh qua Milan làm gì? Bi có nói là lấy ảnh không? Trong lòng Bi có còn tao không? Trời, vấn đề này hơi khó trả lời rồi nghe. Trả lời tao liền, không được suy nghĩ. Anh có ép buộc em cũng vô ích. Nè nhị ca, ăn xin gom đi ha. Nói đi. Được, em nói. Nhờ người giúp tay đã. Mày gọi cho ai? Vấn đề này phải hỏi chính đương sự chứ, đáp án của cổ là chính xác nhất. Bây giờ tao đang hỏi mày nè. Anh hỏi em cũng vô ích thôi, em không có biết gì hết, làm sao trả lời anh? Ngoan đi mà nhị ca, có gì hỏi cổ đi ha. Ba đừng giận mà, cô xin lỗi mà. Không phải ba giận, ba sợ con bị người ta gạt thôi. Con không biết, họ không phải là người tốt đâu. Con đừng có tới lui với họ nữa có được không? Nè. Alo. Dạ phải. Được thôi. Ai tới trước đợi nha. Bye bye. Tối rồi còn ra ngoài à? Con hợp mặt với mấy đứa bạn thôi mà. Hợp mặt cũng được, nhớ đừng về khuya quá nghe. Dạ, cô đi mấy người ạ? À? Tôi có bạn đến trước rồi. Dạ, mời cô tự nhiên. Cảm ơn. Điện thoại quý khách gọi đang bị gián đoạn, xin quý khách gọi lại sau. Điện thoại quý khách gọi đang bị gián đoạn, xin quý khách gọi lại sau. Làm ơn tính tiền. Cô ơi, cho hỏi thăm đây có phải là quán cà phê Branco không? Dạ xin lỗi, đã đổi chỗ mới, tên là cà phê Mango. Mango? Alo, Bi hả? Nè, anh đã tới lộn chỗ, bây giờ em đang ở đâu? Vậy em đừng đi, đợi anh tới nha. Alo, Bi hả? Em ở đâu? Hồi nãy em đang xuống taxi nên chạy xuống tìm anh. Anh nhìn thấy em rồi. Em đứng đó đừng đi, chạy anh xuống liền. Bi. Rốt cuộc chúng ta đã gặp nhau rồi. Đi ăn cơm đi. Đi. Để khuya rồi ha. Đi uống nước. Tới đâu uống đây.
hay là tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi. Anh ăn cơm. Thời gian, địa điểm, nhân vật chỉ lộn một trong các thứ lại làm lộn xộn hết. Không biết anh nhầm lẫn hay là em nhầm lẫn đi. Nói sao cũng là lỗi của anh. Giờ mấy trước mặt em là bệnh viện. Ừ, đã khỏe rồi, đỡ nhiều lắm rồi, cảm ơn anh. Em đã qua Milan hả? Đi với anh Lâm phải không? Có phải anh muốn hỏi tụi em đang cặp bồ không? Em phục anh luôn đó. Sao anh không hỏi em chừng nào phát thiệp đi? Anh biết em và ảnh là bạn thân. Quyền đại lý sản phẩm thiết đồ anh đã giành được rồi nè. Anh nghĩ không bao lâu anh sẽ kiếm được 2 triệu để trả cho ba em. Bây giờ anh và Hòa Tửng phải đi tìm văn phòng. Rồi sau đó thì... Xin lỗi nha. Alo, ba hả? Bi, con đang uống nước hả? À, dạ phải. Chừng nào về? Dạ, lát nữa con về. Có phải con đi chung với anh Chính Long không? Dạ phải, con đi chung với anh Long. Lát nữa về nhớ cẩn thận nha con. Dạ được rồi, anh sẽ đưa con về mà. Vậy đi, bye bye. Có chuyện quan trọng hả? Bi à, anh... Xin lỗi. Anh sao vậy? Sao mà hắt hơi dữ vậy? Không sao, ủi anh nhạy cảm thôi. Bi à, xin lỗi nha. Alo. Bi à, ba muốn ăn chè. Dạ được. Tới quán quen mua nghe con. Lát nữa con về con mua cho ba. Con biết ba thích ăn chè gì rồi chứ. Dạ biết chứ, con biết ba thích ăn chè gì. Vậy nha. Bye bye. Anh sao vậy, còn hắt hơi nữa hả? Bi à, chúng ta có thể bắt đầu. Anh sắp trở thành vua hắt hơi rồi đó. Hay là anh về nghỉ ngơi đi, lần sau chúng ta sẽ gặp nha. Nhưng mà lần sau đừng có hẹn lộn chỗ nha. Em đi ha. Anh đưa em về. Tôi khỏi đi, em về bộ mình được rồi. Về tới nhà em gọi cho anh. Bye bye. Bye. Muốn nói với cổ vài câu có thể bắt đầu lại từ đầu. Giờ thì không hát xì nữa. Giở trò với tao hả? Cảm ơn anh. Anh là công nhân thất nghiệp mà, lúc nào cũng rảnh. Sao rồi? Mới gặp Nhi Quy sao vẫn không vui vậy? Ba em mà biết chắc sẽ không vui. Vậy em tính làm sao? Ba em vừa mới xuất viện, em không muốn làm cho ba giận. Không lẽ nói cho ba em biết em rất muốn đến với anh Quy sao? Em kỳ quá, nói chuyện tình cảm với anh hoài. Nếu như không có người tên Quy này, em có chọn anh không? Trời nguội hết rồi, em vô nhà nha. Có phải cậu không? Làm chút chuyện cũng không xong. Vậy cậu có gọi cho ông Lưỡng và ông Hà không? Tôi gọi rồi, nhưng mà họ không chịu nghe điện thoại. Những người khác cũng không chịu giúp. Tất cả mọi người đều muốn tôi chết. Ngày mai hãy nói. Vô đi. Món ăn khuya đây. Chè bách hợp hạt sen. Ba thích ăn nhất nè. Nè. Chà, ngon quá hả? À phải, con và Chính Long giờ đi đâu? Dạ không, đi uống nước với bạn học cũ. Ảnh đưa con về thôi mà. Bi à? Dạ. Ba hỏi con nha, thật ra con và Chính Long có quan hệ gì vậy? Nè, con không chịu làm vợ nó, nhưng lại cặp bồ với nó. Không phải cặp bồ đâu, mà là bạn thân, thân mãi mãi đó. Suốt đời cũng không thay đổi hay sao? Thật ra Chính Long cũng tốt với con lắm mà. Nè, tuổi trẻ tài cao, điều kiện số 1, tại sao con không chọn nó? Không có hợp nhau mà, đâu thể ép buộc được. Hơi chà,
Nói chuyện vui vẻ mà không hợp rơ, ba thật không hiểu nè. Ba mau ăn đi, ăn xong rồi ba đi ngủ sớm nha. Để ba coi xong mớ hồ sơ đã, ngày mai ba phải đến công ty. Ba chưa khỏe hẳn mà sao đến công ty được? Não của ba không có sao, miệng cũng không sao, nếu người ta làm việc cũng không có vấn đề. Tóm lại là ba phải nghỉ ngơi, chuyện ở công ty để con lo được rồi, ba yên tâm. Sáng nay ngân hàng lại gọi điện đến hối trả tiền. Con số quá lớn. Một lần tăng cường 3 dây chuyền sản xuất và 7 chi nhánh. Nóng vội quá. Cậu biết gì? Nếu vố này làm được á, thì công ty chúng ta có thể vào thị trường. Nếu cô hai chịu làm dâu nhà họ Chung thì công ty sẽ được cứu. Ông trời đang trêu chọc tôi. Đằng này mới đòi nợ, đằng kia Trương Nhị Quy trở về. Tôi nghĩ con Bi nhất định không chịu lấy chính lòng. Chúng ta phải nghĩ cách thôi. Tánh của hai cũng rất cứng rắn.